Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dinh 2. Và hôm nay thì không nô thôi dài dòng và trình tự nhiều nữa. Thì Long muốn giới thiệu cho các bạn một cái arc Thế Lâm Quyền muốn chuyển nhượng lại cho anh em. Và cái arc này ở bên server Bạch Hổ anh em ạ. Và nói thẳng luôn với giá là rất là rẻ. Thì Long nghĩ là tầm giá này khá là rẻ, 28 nhé. Có fix cho các bạn nhanh gọn và lẹ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra đồ đạc nhé. Cái arc này đang ở trùng sinh 10 cấp 97. Đấy, cũng giống như ác của Long ạ, cũng và chuyển trùng sinh theo hướng hổ tử nhá. Đấy, phá phòng thủ đối phương 22 này, bao gồm có lón áo quần sát tinh này. Đấy, lón áo cộng 7 sát tinh này. Đấy, bạn ép là giảm thọ thương 5% này, ba đá giống nhau này. Áo thì đá lội này. Đấy, tất nhiên là chơi thiếu Thế Lâm Quyền phái lội mà. Cặp ngọc thì là cặp ngọc thì hào hiệp vô hạ này. Đấy, ép giảm sát thương bạo kích này. Bao tay thì là hào hiệp vô hạ này. Đấy, cũng khá là ok, cộng 14 điền các bạn ơi. Ngoại trang thì ép uẩn ính 8, đây là uẩn ính 8 làm nhiệm vụ này. Còn đây là cũng là uẩn ính 8 này anh em ơi. Còn trên này là uẩn ính 8 theo ngoại trang này. Đấy, tín vật thì 16 nhá, văn sức 3 nhá. Cộng 11 này. Đấy, một cái cộng 15 này. Kim này. Nội công gân cốt này. Đấy, công kích nội công tăng này. Nội công gân cốt, công kích nội công tăng này. Đấy, nội công gân cốt, công kích nội công tăng này. Đây cũng nội công gân cốt và điểm vô cụ. Đấy, nội công gân cốt, điểm vô cụ này. Kim mộc thủy hỏa thổ nhá. Và có một cái đặc biệt là cái này cộng 15 nhá, còn đâu là cộng 11 hết. Con bet của bạn thì đang ở con bet là bet Long Vân cấp độ 6. Bạn ép là điểm tăng điểm phòng ngự của chủ nhân 40 này. Và tỷ lệ phòng ngự là 5% này. Đấy, chúng ta có thể mở cái bảng này ra để chúng ta có thể dễ dàng này. Và phá địch là 100 nhé. Bạn có con F7 này. Con F7 này thì tư chất của nó chỉ có 72 thôi, rất là mùi. Còn con F6 này tư chất 75. Đấy, kim xà 6 nhá, dưỡng thành 12/12 rồi. Thì các dòng ập thì Long thấy khá là ok đấy. Đấy, dòng ập khá là ok, cũng gọi là ngon rồi. Tầm trung khá là ok. Mật tịch thì ác này đang ở 4 phục lục này, 8 thành nhá, 97%. Và điểm vô cụ của bạn là 132. Sát thương vô ảnh cước 5%. Ca diệt thối 32. Và tấn công nội tăng thì là 7% này. Đấy, cũng khá là ok nhỉ. Còn Di Châu bạn theo Vũ Phong sát thương nhá. Pin thạch này, có bỏ qua phòng ngự, bỏ qua giảm thọ thương 8% này. Đấy, cái này thì giảm thọ thương này, sát thương tăng này, viên thu này, phá địch 60 này, phòng thủ nội công tăng 40 này. Đấy, viên này viên sơn này, nói về máu này. Đấy, xác suất gây tấn công tối đa 9% này. Viên này viên thiên này, có máu này. Đấy, viên này viên thần này, giảm thọ thương tăng 10 này. Đấy, ui cái này có cả máu luôn này. Viên viên nhật đấy, nói về đam, nội công tăng 18%, sinh lực 21k máu. Đấy, Vũ Phong được hỗ trợ thêm là 900 điểm sát thương, sinh lực tối đa là 25k máu. Đấy, anh em còn thắc mắc gì hay không? Đấy, đây là bề ngoài của mặt nhé. Và xem có hiệu gì không nhé. Ở đây đang có dùng hiệu đó là Thiên Xu Thiên Quyền. Đấy, Thiên Xu Thiên Quyền và hiệu bang cấp 1 nhé. Điểm vô cụ của bạn hiện tại đang mặc như thế này thì xem mặc mật tịch chính về chưa. Đây mật tịch chính rồi nhá. Còn mật tịch phụ đây, búp của bạn ấy đây. Đây, bạn ấy chơi rất là nhiều. À, cũng hai mật tịch thôi. Đây là mật tịch tu khí này. Đấy, hỗ trợ tấn công tăng là 95% này. Quyển này 4 phục lục 10 thành. Đấy, quyển này là quyển thụ khí này. Còn quyển kia là 4 phục lục 8 thành là quyển vác này, 97%. Bạn đang chơi là văn văn 7 ô vác 6 ô. Đây, văn và có một cái yếu quyết cấp cao đó là ca diệp thối này. Đấy, cái này thì hầu như bây giờ là ai cũng có. Và xem trong thủ khố này, quan công trương này. Đấy, quan công này. Đây là một số cặp ngọc khác này. Đấy, anh em thích có thể thay. Bạn ấy hỗ trợ mật tịch 8% này. Đấy, nó là quần hào hiệp vô hạ là ẩm huyết này.
rất là nhiều. Có con Kim Mao Ngưu Bà Bảo à. Đấy, vĩnh viễn nhé. Tốc độ di chuyển là 120. Ngoài ra thì đang cưỡi trên con Hoàng Hồ Bà Bảo nữa. Đấy, tính ra là 2m8 mà có phích thì rất là rẻ nhỉ. Đấy, 2m8 mà có phích. Và cái ác này hiện tại thì Long thấy là thủ lội phòng đam cao hơn cả lội phòng ác của Long. Đấy, và đam cũng cao rất là nhiều. Ôi, nguyên cái ác này đam búp là cao hơn của Long là 1k7 anh em ơi. Ác là chân khí nè. À, chân khí bạn nên lên tầng cao rồi anh em ơi. Lên mạch 6 này, đấy. Của Long đang ở mạch 5 nên Long chưa kích hết. Long đang tính lại, Long cũng tẩy lại cái xung mạch để lên mạch 6 để cho đam nó cao. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là mạch này khá là ok đấy các bạn ơi. Cái này thừa 300 điểm, 300 điểm xong kích thân pháp sức mạnh. Cái này 800 điểm cơ. Cái này là 1k, 4k, cái này là 3, 4, 5 vẫn không đủ. Đấy. Các bạn có thể là kích vào đây. Nếu mà sau này nó không biết, nó chắc là không ra đấy. Nếu mà không ra thì anh em kích vào đây cho nó thân pháp để lấy búp được. Hoặc là kích cái này 8k cũng được. Nói chung là bảng mạch cái này khá là ok đấy anh em ạ. Bảng mạch là bảng mạch lên đam nhé các bạn nhé, bảng mạch để cho nó đam to. Còn để anh em lấy thủ thì anh em lên mạch 4 của tầng này, đới mạch thì anh em đến lên đến tới đây thì anh em ấn lên tới lúc thứ 4 thì nó sẽ phải giảm xuống cái này còn là mạch 5. Đấy. Tóm lại thì mạch này thì khá là ok rồi, thì mỗi người có một cái khác nhau. Đấy là Long đã giới thiệu toàn bộ cho anh em xem trong này có Di Châu không nhá. À, Di Châu trong này còn có này anh em ơi. Viên này viên viên Nguyệt Ngự Kình anh em ơi. Có máu này. À, viên này đã tôi luyện à, đã luyện 20 trên 20 này. Đấy. Nhưng mà chỉ có máu thôi. Sinh lực này. Còn viên này viên Vũ này. Hiệu quả thương dược tăng 11 này. Và rất tiếc là vâng, cái này không có ấy các bạn. Ôi mất mạng rồi. Vâng, vừa mất mạng anh em ơi. Đang ấy thì tí nó mất mạng. Rồi ok. Vừa ấy đang 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 giới thiệu cho các bạn thì tí mất mạng. Vâng, tóm lại là cái ác Thiên Long Quyền này đang ở bên Bạch Hổ nha anh em ơi. Anh em nhìn thấy con hổ chưa? Bạch Hổ màu trắng này. Đấy. Ác này với giá là 28 nha, có fix cho anh em nhanh gọn lẹ trong trong ngày hoặc là ngày mai nhé, trong 1-2 ngày hôm nay và ngày mai nhé. Đấy, 28 có fix. Long nghĩ là cái ác này thì khá là rẻ vì ác này cũng ngang cũng hơn ác của Long luôn, mà ác của Long mua rất là đắt. Đấy. Thì vừa vừa đang xem cái bộ Di Châu này, đây Di Châu lẻ đây, viên sơn này, à, Ngự Kình đây, viên sơn này. Viên này là viên vân. Đấy, nói chung là bạn có mấy cái viên viên này viên đông này. Đấy, nói chung là không ăn thua lắm. Có một số thì cũng nhật này, sát thương này, xuất chiêu và máu ấy. Viên đông. Và tóm lại là chỉ có thế thôi. Đấy, anh em nào mua thì comment ngay bên dưới video nhé. Hoặc là anh em comment ở trên nhóm nhé. Để Long tạo nhóm để giúp các bạn hai bạn giao dịch với nhau. Đấy, hôm nay mục đích của Long là chủ yếu là giới thiệu này cho các bạn xem đồ đạc như thế nào thôi. Đấy, tổng thể cái app này có như thế nào thì Long giới thiệu cho các bạn như thế. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nhé.